Dạ đây Thường TV xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là mẹ nuôi chim sâu Long Tứ và một số cái vấn đề khác. Thì trước khi mà đi chia sẻ câu chuyện này thì tôi cũng kính mời tất cả các bà con chúng ta nghe ý kiến của một vị khán giả. Chú này là U80 tuổi. Chú cũng muốn là đóng góp ý kiến của mình trong cái sự vụ này. Thì tôi mời bà con cùng tôi chia sẻ ý kiến của chú ha. Và bà con đừng có quên cho đời thường TV xin một like và một lượt chia sẻ cho quý vị. Bà con nào chưa chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh đời thường TV. Dạ alo. Và trực tiếp Dạ chú nghe alo rõ mà. tôi nghe rõ rồi Dạ, con đang chia sẻ câu chuyện của là mẹ nuôi chim sâu cùng với Long Tứ đó. Dạ, thì theo cái nguyện vọng của chú thì con mời chú chia sẻ cái ý kiến của chú trong câu chuyện này như thế nào ạ? vâng tôi trước tiên tôi kính chào tất cả quý vị có mặt để nghe cái livestream tối nay. Đúng ra là tôi đã nói 2 lần rồi, tôi không nói nữa. Tôi tưởng đâu là con Út Hà rồi anh nuôi của nó là thằng Hiếu và con Mai gì đó, nó bỏ đi cái tánh mà ăn mày trên cộng đồng mạng, nhưng mà tụi nó làm nhiều chiêu trò quá. Bây giờ ta nói thật cho mày nghe Út Hà, chữ thiện nguyện là gì mày biết không? Thiện nguyện là làm việc thiện mà bằng một cách tự nguyện, không chứ không phải là thiện nguyện là mày gom của người ta về mày 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 phân phát. Mày muốn phân phát ai mày phân phát, dù mày muốn làm gì làm, là không phải vậy. Mày không lên nữa thì mày cũng còn chiêu trò, mày đưa thằng Long Tứ đồ lên rồi mời người ta mua vé số. Tại sao một cái thằng tỉnh táo mà không làm nuôi con tâm thần, mà con tâm thần mới làm nuôi thằng tỉnh táo? Mày mày lại là chiêu trò của mày, mày vừa làm là người ta biết mày muốn làm gì. Còn mày lên mày, bây giờ tao nói mày cái vấn đề mày, người ta góp ý mày, mày nói là bị nghiệp khẩu nghiệp tam nghiệp gì đó, tao tao nói cho mày nghe nghiệp nè. Người ta góp ý của mày không phải là một người góp ý, không phải là cái kênh của anh đời thường này không, mà nhiều cái kênh của trẻ có, già có, phụ nữ có, thanh niên có, nó đều nó chửi mày không còn cái gì nứa. Mà mày chắc mày uống thuốc nhục cái gì mà mày không biết nhục, mà mày lại tiếp tục mày lên mày ra rả. Tao nói mày nghe, tao cũng hoan nghênh mày làm thiện nguyện trước đây là đúng. Tao muốn nhắc lại cho mày nhớ là mày làm trước đây mày có làm là tao hoan nghênh. Nhưng mà sau khi mày làm rồi, mày chính miệng mày nói là 1 tháng chưa được 2 triệu hoặc 2 triệu hoài gì đó, không đủ tiền xăng tiền xe. Đúng, chạy quá mà làm sao đủ tiền xăng tiền xe. Rồi mày mới thấy những cái kênh khác người ta làm ăn có ăn nên làm da cho bà Út Gà, người ta nào cho nhà cho đồ vật gì trong nhà, sửa nhà sửa cửa. Mày lại nổi cái lòng tham của mày thì từ chỗ này nè, người ta bức cộng đồng mạng, người ta bức chửi mày nè, ta chửi mày không quan tí nào ở tao. Ta chửi mày là từ lòng tham của mày mà có. Mày thấy người ta cộng đồng mạng cho bà bị con chim sâu nó ở cùng với nhà bà Út Gà, người ta cho bà Út Gà nào là sửa nhà, nào là tivi gì vân vân và vân vân. Thì mày thấy vậy, món này hời quá, dễ ăn quá, thì mày từ ở Long Xuyên mày chạy đi qua tới về Đồng Tháp, mày đi rước cái con khùng về, mày nói là con nuôi về, con nuôi của mẹ, con nuôi của mẹ. Nếu mày không có lợi trong này, mày có rước nó về làm không? Tao bây giờ tao phát hiện được ở Đồng Tháp có con nhỏ khùng nữa kìa, mày rước về làm con nuôi không? Tao chỉ cho mày, vì cái lợi của mày mà mày nói ra rả lên rồi mày nói trời ơi ai làm vậy là mang nghiệp, mang nghiệp. Đây mày, trước mắt mày mang nghiệp, tao chỉ cái mang nghiệp của mày, mày thấy nè. Mày khỏi cần hỏi Bồ Tát gì, Bồ Tát đá không có nói được đâu, mà tao nói cho mày nghe nè. Tao lấy người là 80 tuổi chị, tao nói cho mày nghe nè. Cái thứ nhất, cái nghiệp thứ nhất á, là đối với gia đình mày không hạnh phúc gì cả. Mấy đứa con mày nó bướng bỏ cháu mày lại để cho mày nuôi, thấy bà nội mày đó, đó là cái nghiệp thứ nhất của mày mang đó. Cái nghiệp thứ hai đó,
nếu mày làm thiện nguyện mà tốt á, mày làm thiện nguyện mà một cách từ bi, một cách sòng phẳng á, thì tao nghĩ rằng cộng đồng mạng ta không bao giờ chửi mày, và mày không bán nhà mà bị bỏ xứ mày đi. Đó là cái nghiệp thứ hai của mày đó. Cái nghiệp thứ hai mày là bán nhà bỏ đi. Bỏ đi từ ở An Giang về Vĩnh Long. Đúng không? Đó là cái nghiệp, hai cái nghiệp mà mày tao thấy rõ nhất, và cộng đồng mạng tao cũng thấy rõ đó. Là con mày bỏ cháu mày lại cho mày nuôi. Mày nuôi thấy bà nội mày luôn, mà mày nuôi chưa có xong nữa. Nhưng mà mày nên nhớ thiện nguyện là mày phải có khả năng, rồi mày bước kêu gọi cộng đồng mạng, chứ không phải là ăn mày bằng ăn mày của ăn mày. Mày là người cộng đồng mạng thì tao giúp đỡ người khác, cái mày muốn chia gì mày chia, mày muốn mua gì mày mua, mày muốn làm gì mày làm. Bây giờ tao hỏi mày, cái thứ nhất, tiền đâu mà mày đi trang điểm và mày thuê đồ cưới cho cái con chim sâu? Nó có lợi gì không? Thay vì mày lấy đó mày mua gạo cho nó đi. Nó đâu có lên cộng đồng mạng mà than hết gạo rồi. Đúng không? Mày á, tao nói mày nghe, cái con người gian rồi đó, mày không thể nào mà giấu mặt được cộng đồng mạng cả. Tao chửi mà mày có nghe được á, thì mày nên bỏ đi. Đó là hai cái nghiệp quả mà mày gánh trước mắt đó. Cái thứ nhất là con cháu mày, xin lỗi mày, con mày làm cũng chưa đủ ăn, chồng mày là sốm lắng, coi như là lúc lặn lúc phục, không đi làm hồ được ngày không, xin lỗi mày á, nghề làm hồ nè, khi cái bài khô là không còn một đồng bạc nào đâu con. Mà tôi mày nói chồng con mày làm có hiếu lắm, đưa mày đi làm từ thiện. Bây giờ nè, mày hỏi hết cộng đồng mạng đi, nếu mà được chừng 10 người mà nói á, là bây giờ làm mà nhịn đói để lấy tiền đi làm từ thiện á, để nhà để chồng con mày đói, cháu mày đói, mà mày xách số tiền của mày mày đi ra làm từ thiện á, mày không cần kể đói gia đình, đói gì đói kệ, mày không cần biết gia đình mày là cái gì, mày chỉ biết từ thiện không, thiện nguyện của mày đó. Xin lỗi mày á, mày dùng cái từ ra rã là Phật giáo hoàn hảo để mày lè người ta, để mày thấy động lòng người ta, bởi vì bây giờ người ta đã hướng về tâm thiện, người ta thấy như vậy, người ta mới là chắc con nhỏ này nó tốt. Chứ sự thật mày có tốt cái gì đâu. Đó, bây giờ tao hỏi mày, bây giờ mày trả lời tao đi, cái tiền mà trang điểm cho con chim sâu mày bỏ tiền túi mày, hay là mày lấy cộng đồng mạng ra mày trang điểm? Vấn đề thứ hai, vấn đề nữa, mày nên nhớ rằng á, mày dẫn nó đi rồi mày nói là trời ai vậy ta, có phải là con gái của mày không? Tao xin lỗi mày á, nó trang điểm như vậy không được, không có đúng, mà mày phải trang điểm là cô dâu đứng với lâm tứ á mới đúng. Tao nói thiệt mày, chứ không phải cái mạng của ông La Thang không, mà kể cả cái mạng của mấy cái bà mà tôi thấy trẻ trẻ, có cái bà ở nước ngoài, có cái thằng cha thanh niên khoảng ba mấy bốn chục tuổi của nó, mày có thể là đúng ra đó trang điểm, bữa đó trang điểm là trang điểm cho mày với lâm tứ cặp kè nhau mới đúng, chứ không có, mày đừng có mượn cảnh rồi để diễn đạt tình. Đó là tao nói cho mày cái một cái vấn đề mà để cho mày thấy. Cái thứ hai nữa, tới hôm nay mày có thể hiện được cái bà sư cô nào không, hay là mày dùng cái giọng ngữ của mày, mày nói bà sư cô cho mày cái tủ lạnh máy giặt gì đó, hay là mày dùng những lời mà qua Mỹ đó để mày lè những cái người ta không hiểu gì, người ta không biết gì, người ta đem, người ta gửi, tiếp tục gửi tiền cho mày. Đó là một vấn đề mà mày nói, mày giọng ngữ, từ chỗ giọng ngữ của mày đó mà mày mang cái nghiệp đó. Cái nghiệp thứ nhất là bỏ xứ mà đi đó, từ ở ở ở An Giang chạy lên Vĩnh Long sống đó. Đó là cái nghiệp thứ nhất mày á. Cái nghiệp thứ hai, mày chồng con mày không có công việc ổn định đó, nhà cửa cũng không ổn định đó, gia đình cũng không được cái gì đó. Đó là cái nghiệp của mày, thấy rõ đó. Chứ mày đừng có nói người ta nghiệp, mày nghiệp đó. Tao thay mà các về Bồ Tát mà mày lại, tao nói cho mày nghe đó.
tao nói cho mày nghe, để cho mày 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 bỏ cái này đi, mày bỏ cái tánh đó đi, mày vừa phải thôi chứ. Mày thấy là mày bây giờ mày không dám lên cộng đồng mạng, mày rã rã nữa rồi, lên là gặp người ta chửi, lên gặp người ta chửi, đâu có phải một kinh chửi, một kinh ông đời thường chửi đâu, mà người ta nhiều người ta lên kinh hẳn hoi, hoặc là người ta mượn kinh người ta cái kênh này kênh kia người ta chửi mày. Nếu mày làm đúng ai chửi mày? Bây giờ mấy người YouTube gì đó thiếu gì, như cái anh gà lang thang nè, cái anh cú đánh thép nè, mà tao biết đó, những người nữa, nhiều người nữa, người ta làm cũng làm từ thiện như mày, thiện nguyện như mày, nhưng có ai nói không? Có ai đây chửi không? Chửi cha mắng mẹ mày không? Còn mày làm không đúng thì người ta chửi mày là phải rồi. Mày nói trời ơi, ai nói gì, nói họ mang nghiệp. Họ mang nghiệp tao chưa thấy, mà họ giàu không à? Những người nói đó là những người ta có ăn có mặc, những người ta có nhà lầu xe hơi không, người ta ở nước ngoài được không à? Còn mày á, đi làm thiện nguyện, nếu mà đúng á, là mày không có mang cái nghiệp mà bỏ bỏ xứ bỏ sở mà mày đi 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 lên tới Vĩnh Long mà mày, rồi từ chỗ Vĩnh Long mày mới lên đây chưa có chân ước chân giáo, mày cũng kết hợp với lại cái thằng anh nuôi gì đó, cái thằng anh nuôi ở Malaysia với chị nuôi đó, thằng Hiếu với thằng Mai, con Mai đó, nói trời ơi cất cái nhà để sau này đền bù cho tụi nó, ông nội mày chứ cho tụi nó. Mày có biết luật đất đai không? Ai đứng cái đất đó, mà đất đó đất nông nghiệp, mà ai đền cái nhà cho lũ bay? Ai đền? Ai định lên nhà cho tụi bay, mà ai đứng tên cái đất nông nghiệp đó? Nếu mà đặt giả sử thằng Hiếu và con Mai nó đứng, hoặc là ông già của con Mai đứng, thì ông già nó nhận chứ tiền đâu mà con kia nó khùng nó có đứng được không? Nó đã có giấy tâm thần, ai cho nó đứng là giấy tờ? Cái năng lực hành vi của nó không có, mà ai cho nó đứng giấy tờ? Mà mày cứ nói là để đứng giấy tờ sau này tất cả đều cho nó. Thằng anh nuôi nó cũng nói vậy, xin lỗi tụi bay, tụi bay là cái lũ lũ chăn dắt có trình độ một tí, còn hơn là cái chăn dắt mà mấy đứa trẻ mà ở ngoài đường, thì tụi bay chăn chăn dắt này là chăn dắt thời 4.0 nè, mà để cho cái những người mà nhẹ dạ cả tin á, người ta mới tin tụi bay, chứ không ai mà tin tụi bay. Con mày mà không để cái tên mà lại Rồi bây giờ ta hỏi mày, cái thằng Hiếu với lại con Mai nè, tụi bay nói là tụi bay cất nhà cho nó, tiền của ai? Tiền của tụi bay bỏ ra hay là tiền Mạnh Thường Quân? Nếu mà tiền của Mạnh Thường Quân thì tụi bay là có cái gì? Tụi bay có, tụi bay mượn qua dân Phật rồi tụi bay lấy cái đó tụi bay hưởng lợi đi, chứ tụi bay có giúp đỡ được gì? Giờ tụi bay quay lại hỏi người ta chứ, chứ cái bà má của con nhỏ đó, nó tại sao lúc đó nó ở đâu? Nhưng mà tụi bay mới gặp đây chưa được được vài tháng nay thôi, chứ hồi tụi bay đâu gặp đâu, hồi con chim sâu nó còn nhỏ, tụi bay biết gì đời sống của người ta mà tụi bay xíu vô đó. Tụi bay cũng là một cái lũ chăn dắt với nhau để kiếm lợi. Tao nói rồi đó, nếu cộng đồng mạng người ta ở Malaysia mà người ta nghe được là tụi bay, người ta không có ủng hộ nữa. Bây giờ tụi bay nói là tụi bay nuôi suốt đời tối ngủ không được rồi, tôi nghe lời nói là trời đất ơi, mày làm như là một vị Bồ Tát thay thế không bằng. Xin lỗi mà tình yêu cha mẹ anh em ruột cũng chưa chắc gì được như vậy nữa. Bay cô tuổi có thằng Hiếu chứ có Mai đó, mày cũng vẫn còn ông già bà già mày đó, tại sao tụi bay không cung phụng đi? Đó là hai vị Phật sống đó, tụi bay không cung phụng mà tụi bay đi thương cái con, nói là tụi bay thương con tâm thần, hay là tụi bay thương cái tiền của Mạnh Thường Quân gửi về đây tụi bay bay chia nhau, tụi bay ăn giọng rồi tụi bay nói nào là hẹn chỗ này hẹn chỗ kia. Xin lỗi mày, mày nói mày giang hồ có số có má. Xin lỗi mày, giang hồ ở đây người ta đã dẹp, sắp sửa dẹp hết rồi,
xã hội này không còn cái chuyện đó đâu, mày đừng có ảo tưởng. Mày ảo tưởng mà mày mày nói như vậy. Còn nếu mà nói về Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con chim sâu với thằng Long Tứ, thằng Long Tứ cái gì phải giúp đỡ nó? Nó trong khi nó là một thằng thanh niên coi như là sức khỏe có, mà đi làm thì cũng không đi làm, để bám vào giặt áo của con khùng, con tâm thần mà được nhà nước thừa nhận, công nhận nó, y tế đã công nhận nó là tâm thần. Khỏi cái vậy mà nói trời ơi nó yêu thiệt, yêu ông nội mà chứ yêu thiệt. Bây giờ nếu cộng đồng mạng không gửi về tiền về, có còn yêu không? Tụi bây là nói ra là cộng đồng mạng người ta chửi, không phải là ông Đời Thường không, mà tất cả những cái người khác người ta đều chửi tụi mày hết. Tao nghe những cái mạng kia người ta chửi, tao già rồi, tao không có làm gì, tao cứ bật lên tao nghe, bật lên tao nghe, tao nghe để tao trút tỉa mà tao viết từ giai đoạn để tao nói chuyện với tụi bay, để cho tụi bay bỏ cái thói mà ăn mày của ăn dưa dái ra đi.